Uống liên tục nước dứa rau ngổ một tuần sẽ nhận được những kết quả kinh ngạc đến phi thường. Các bác có đoán được đó là gì không? Không còn bàn cãi, hai nguyên liệu hôm nay em Hoàng đi tìm mua đó chính là dứa và rau ngổ nha. Cô ơi, có rau ngổ không cô? Cho cháu mua một mớ ạ. Chị ơi, bao tiền quả dứa ạ? Em một quả. Vậy là đã đủ nguyên liệu cho công thức ngày hôm nay, tất cả hết 18.000 nha. Cách làm như sau: các bác lấy một quả dứa, gọt vỏ, bỏ mắt, cắt nhỏ. Một nắm rau ngổ rửa sạch, ngâm với nước muối loãng trong vòng 10 phút để loại bỏ vi khuẩn và tạp chất. Sau đó cho tất cả vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn cùng 1 lít nước, rồi lọc bỏ phần bã, chắt lấy phần nước để uống mỗi ngày. Duy trì uống nước này liên tục trong vòng 1 tuần, các bác sẽ thấy: thứ nhất, cảm nhận được sự giảm rõ rệt của đau mỏi vai gáy, tê bì tay chân. Những triệu chứng của thoát vị đĩa đệm, đau cột sống, giãn dây chằng sẽ được cải thiện. Đau thần kinh tọa, thần kinh liên sườn giảm vượt trội. Thứ hai, rụng tóc sẽ giảm đi, da rẻ sẽ trở nên hồng hào hơn. Đau dạ dày, đại tràng sẽ giảm ngay. Các vấn đề về thận như sỏi thận, sỏi bằng quang sẽ được đào thải. Thứ ba, huyết áp được điều hòa, giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim và ung thư. Lý do là bởi trong rau ngổ rất giàu kali, enzyme bromelain và các chất chống oxy hóa như vitamin A, vitamin C có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ hệ tiêu hóa, tăng cường sức khỏe tim mạch. Đồng thời, dứa cũng chứa nhiều loại vitamin khoáng chất và giàu chất chống oxy hóa nên chúng cũng giúp giải độc, thanh nhiệt, chống viêm, giảm đau rất tốt. Như vậy, kiên trì uống 1 đến 2 ly nước dứa rau ngổ mỗi ngày để cảm nhận sự thay đổi tích cực cho sức khỏe của các bác nha. Và đừng quên lưu lại cũng như chia sẻ video này cho thật nhiều người cùng áp dụng. Chúc các bác có một sức khỏe dồi dào.